Theo đại diện của các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, thì 4 ngân hàng trong nhóm này sẽ bán vàng trực tiếp tới người dân từ ngày 3 tháng 6 năm 2024. Theo đó, thì các ngân hàng đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân. Tuy nhiên, thì trước mắt, việc bán vàng miếng sẽ được tổ chức thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và hoạt động này sẽ được theo dõi sát sao để tiếp tục triển khai mở rộng hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đặc biệt là khách hàng cũng cần phải lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh của cá nhân và tuân thủ một số quy định giao dịch thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền. Để được giao dịch thì khách hàng cần phải mang theo căn cước công dân và thực hiện giao dịch qua tài khoản xuất hóa đơn điện tử.